Xin chào mấy chú cô, mình đến với đây là kênh cấp 2. Khu này là xã Lương Trà, Chi Tôn, An Giang. Lúa này nói chung mình cũng biết, lúa này 54 là của chú Bảy Quý. Đó. Ở ngoài xóm đạo gần chùa, gần cầu Thức ngoài. Bên đây sao bằng Cali DB băng lạnh. Với thêm hai bao này nữa. Cái bao xanh đổ cái hột xanh luôn hay gì, hay là DB xanh ta? Bao này nè, UG này nè, UG đút. Nói cho nổ quá rồi, kéo vô đây. Được nhiêu ngày rồi? 40 ngày. Sợ dứt phân chưa? Cử này là tống luôn đó ha. Tống nhiêu ký vậy? 12 ký. Tống có 12 ký à? Cái tống đại nó 30-40 ký vậy đó. Nhiều quá nước. Lúa giờ đang có giá mà. Rồi đâu rồi? Dứt khoan này tổng nhiêu ký, bao mấy? Bao không? Lúa này sợ ăn bao à? Hồi đầu mai mình chết rồi này giờ tưởng giờ nó này giờ chưa xương vô trong á, cho mạnh chút thì chú ít lại anh này giờ nó ngang rồi, nó ngang rồi đầu mai nó tốt rồi kệ lại thì cứ nào ngoài thì chút đầu mai đi là nó tốt quá. Tại tôi thấy bà ơi gan nhau rồi. Thì gan nhau hả? Ừ. Thì gan nhau thì quất luôn đi. Thiệt. Tại thấy đồ dông nó hơi ngã này mà. Ngã một mình xả mới được rồi, đây chấm ít màu, ít tiểu hoàng. Quá xả đây tâm người, mà nãy cũng đi. Vậy thôi, quất thường đi. Tổng nó bị giải cho nó dưỡng mày nè. Đình gũ 700 mấy. Rồi cá cho mấy à, thăng lên nữa rồi. Ừ. Ừ. Lũ lên, thăng lên rồi. Bây giờ thăng lên nha bà con nông dân. Phân lạnh hô là 6 rồi, 7 rồi. Gần 600 rồi. Thăng lên mà lũ cũng lên. Lũ người ta đâu có rễ phân đâu, hồi đó đâu có rễ phân đâu. Thăng lên mà nước cũng lên luôn. Lũ giờ đang sốt lắm nha bà con. Nắng mấy gại giật xuống lại rồi đó. Thì lâu lâu phải có một năm chứ đâu phải có hoài bà con người ta chết luôn ạ. Lấy cái bao chải đây nè. Nhà có mai mai không? Cái phần này nó cái mai là mùa sau làm. Nó nghĩ nghĩ thì cuốt ở đây. Không vậy thì sao đi cuốt được nữa. Cái thửa nó cũng xong. Nhà không. Có vụ rồi đợt mà lúa đó bỏ luôn cái nhà đi về coi lúa có làm ăn gì được. Giờ nghỉ đi cuốt rồi giờ về nhà coi lúa tiếp ổng à. Ông bệnh hoạn rồi ai coi đâu mà cuốt. Nó
ông ngoài ha. Ông đi mà tối kêu đi mà tính tại ở nay nhà rồi kêu ông chở Phan này về dắt máy vô nữa, tại tối tao lại tôi cúng đó. Cúng đít luôn, cúng ra mặt mặt không hả? Lấy thuốc tại vì giờ ông có đắp thì không ai biết đường đâu đi. Tới lúc bên kia nó ngủ rồi. Giờ bữa nay có đi lấy không? Mà đi không? Đi sao nó lấy gì nó lấy không hết, ấy sao mà đi nữa. Ba thầy có nói với mình. Ờ đúng rồi, trời ông có hay lắm đó. Dạ ba thích cái luôn. Bạn mà còn chơi nữa hả? Chơi phần này không còn quý người tốn nữa, chơi phần tàu lao không à? Dạ, bạn thấy có lăn cái tay tự qua nhà. Cô nhỏ này, cô lớn thì tự qua cho nó lăn luôn mà. Vậy nó, tại nó xài phần của công ty nó làm á. Đâu dám xài khác chạy. Có xài cũng quá. Cũng quá. Xài cái này không à? Cái cây không biết. Vô xuống cái chân lẹp chứ. Tại xài ghé tiền giống ít lại to á. Ghé tiền ăn có nhiêu tiền. Bởi vậy mày cũng qua ngày mưa nhỏ mưa lớn cái mà đậu tiếng lúc mà bỏ đi về luôn chứ cái con gái sao được mà gái. Không biết sao chứ thấy nó cũng cục cục công ty nó không nghe. Ờ thú này thú ơi nhặt không. Thú không có cái món này gì cả là nó làm đó. Chứ món mình nhất nhất. Cá là công ty nó đó. Đây coi coi đây. Cá là nó đó. Trồng xong rồi đó, bây giờ xúc vô chuẩn bị xả. Giờ là về hả? Về giao cho mấy ổng làm ha. Nhớ là đất ở đây nghe chứ phải đất bên kia, ổ mới ra lộn bên kia mới bay. Mần lâu rồi. Bạn cho mới bay không? Bay hả? Bay bên đây không bay rồi. Bay hai món rồi còn để hoài trời. Bay không bay là bay bên kia. Rồi. Ta xách cái móng về người ta hàng lại đi, cha ơi. Trời ơi, cái móng nó hàng gì đó mà hàng nó sắp miệng cho rồi. Không có lại. Bắt đầu xả. Và lúa này năm nay vụ năm nay khu này mần 504 cũng nhiều mấy chú cô ơi. Đó. Đất của chú Bảy mọi năm là xả OM cơ. Vụ 3 nè xả OM mà năm nay sợ nước lên sớm như năm mấy năm rồi. Cho nên giờ xã đổi lại xã giống 504 đó. Bữa nay là xã phân cử cuối đó. Là tổng phân cũng là bao phân à, không có nhiều. Mà cử này xã là có 12 kg à đó. Thì thường thường 504 này là 45 ngày chứ 45 ngày, có người thì 40 ngày dứt phân đó. Đó, có người thì người ta xả 48 ngày không chừng đó, tùy theo người kỹ thuật ta làm đó. Thì bữa nay cái đội này 4 người, một người kéo phân, ba người xả. Cái đầu ngoài này nó hơi tốt hơn đầu trong, rồi cho nên là giải phân ít hơn đầu ngoài, ít hơn đầu trong hậu
mà cái đầu ngoài này khoảng chừng 3 gò. Khoảng chừng 3 gò là nó tốt. Lúc nào mặt tiền mà. Mặt tiền nó tốt hơn 2-3 công đất vậy đó. Rồi từ đó vô trong là già giải văn nhiều một chút. Xả ngoài này xương xương thôi. Màng giống ngắn ngày thì mấy chú đó, mấy người chủ ruộng ta xả có ba cử rồi anh em làm thuê này nó màng cũng chỉ được có ba về có ba lần thôi là nghỉ rồi ở không rồi đâu có việc nào màng nữa. Xịt bây giờ xịt cũng xịt máy bay không à, nó giờ xịt bình quải cũng ít nữa. Video đến đây là hết. Mấy chú cô xem và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Kênh là Đại Lúa. Tạm biệt.